Xin chào các bạn trở lại xe đời sống.vn. Và vẫn là trong chuyên mục giới thiệu những mẫu xe độc lạ, thì hôm nay xe đời sống muốn đưa đến với các bạn một mẫu xe Ford Mustang Shelby GT500 model 2013. Và cũng là một chiếc xe duy nhất tại Việt Nam. Và cái thời mà chiếc xe này về nước thì từng gây xôn xao ở trong cộng đồng chơi xe. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện nhiều thông tin hơn về Shelby Mustang. Một cái tên mà mình nghĩ rằng nếu bạn là fan của Mustang thực sự thì sẽ rất là kích thích, rất là hâm mộ. Câu chuyện về Shelby Mustang năm nay đã được Ford Motor làm dấy lên bằng mẫu xe Shelby Mustang GT500 2020, mẫu xe mới nhất và cũng chuẩn bị bán ra thị trường. Thì nó trở thành một chiếc Shelby Mustang là mạnh nhất trong lịch sử với sức mạnh lên tới 760 mã lực. Tuy nhiên thì trước khi mong chờ một chiếc Shelby Mustang GT500 2020 mới cứng, hấp dẫn, xem là tay chơi nào Việt Nam đưa về đầu tiên, thì chúng ta đang có bên cạnh đây là một chiếc Shelby GT500 thế hệ trước của cái mẫu xe hiện tại này. Và đây vẫn là một mẫu xe thực sự rất là có giá trị trong những cái mẫu xe Mustang những năm gần đây tại Việt Nam. Và thậm chí trong một cái khuôn khổ, một cái clip nó ngắn ngủi như này thì mình cũng không thể nào mà mô tả mà điểm lại hết được một cái lịch sử hay tất cả những cái phiên bản Shelby Mustang đã có từ những cái năm 1960 cho đến nay. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm như này mà các bạn cần nhớ: như nào là một phiên bản Mustang Shelby thực sự. Và hiện nay đang có hai loại Mustang Shelby. Một loại là phiên bản Shelby Mustang của Ford, và bên cạnh đó, song song đó thì vẫn có những phiên bản do chính Shelby American nâng cấp dựa trên những mẫu xe Mustang GT chẳng hạn. Mustang Shelby của chính hãng Ford thì là một cái phiên bản hiệu năng cao nhất. Trong đó thì hiện tại gần đây các bạn có thể nghe đến một phiên bản Shelby Mustang GT350 hoặc là GT500. Con số GT500 thì là cao cấp hơn, hiệu năng mạnh mẽ hơn so với GT350. Trở lại với lại câu chuyện Shelby, nhiều bạn thì cũng biết ngay Shelby đó chính là một huyền thoại, một tay đua Mỹ huyền thoại, Carroll Shelby. Vâng, và rất là nổi tiếng, từng được bình chọn là tay đua một trong những tay đua vĩ đại nhất của Mỹ. Và thời những năm 1950, 1960 của thế kỷ trước. Thế thì năm 1962 thì ông Carroll Shelby thành lập ra một công ty gọi là Shelby Automobile. Và sau này hiện tại đang đổi thành tên là Shelby American. Thì ngay với lịch sử Mustang đầu tiên là từ năm 1964, thì ngay những cái giai đoạn đầu, công ty của ông Shelby đã tạo ra những cái bản độ, những cái nâng cấp, đưa ra những cái giải pháp nâng cấp về động lực, về động cơ, rồi vận hành cho Mustang. Và những cái phiên bản đầu tiên đó chính là chiếc Shelby Mustang GT500 năm 1967. Có lẽ là một phiên bản rất là nổi tiếng. 1967-1968 là cái mẫu đó thì đã tạo thêm một cái tên tuổi cho Shelby gắn liền với Mustang. Trong lịch sử của Shelby Mustang thì các bạn nhớ cho mình một mốc là năm 2004, Ford Motor thì cũng đã đề xuất hợp tác với lại Carroll Shelby để làm sao hoàn thiện được những cái mẫu xe thể thao, mẫu xe đua của Ford có được một cái hiệu năng vận hành tốt hơn, cả về động lực, về hệ thống động cơ, hộp số, hệ thống treo, những cái nâng cấp. Và ngay sau đó thì cái mối quan hệ hợp tác này giữa Ford và Carroll Shelby đã phát triển nó mật thiết hơn. Hai bên đã nhất quán để phát triển ra những cái mẫu xe hiệu năng cao cho Ford. Và riêng với dòng Mustang thì chính thức từ mẫu model 2005 là được gắn theo tên là Shelby Mustang. Thì những cái mẫu phiên bản Shelby Mustang là cái phiên bản mà có hiệu suất cao nhất ở trong dòng Mustang. Có thể hình dung một cách đơn giản là trước đây ấy, thì những cái mẫu mà Mustang Shelby là do một công ty Shelby độc lập nâng cấp, nó gần như một phiên bản độ. Đó. Chứ còn mà từ thế hệ thứ 5 và cho đến hiện tại thì đó là một cái phiên bản của chính Ford, đội ngũ Ford Performance, và phát triển vào dưới sự hợp tác và đồng thuận của Shelby, Carroll Shelby. Như hiện tại ở đây các bạn có thể nhìn thấy, nếu mà theo cách gọi thì đây là Shelby Mustang thế hệ thứ 2. Và thế còn cái mẫu mà mới nhất ấy, gắn liền với lại Mustang thế hệ thứ 6 thì gọi là dòng
Shelby Mustang thế hệ thứ 3. Nhưng các bạn cũng lại vẫn có một cái chú ý khác ở đây. Đó là ngoài những cái phiên bản Shelby Mustang chính hãng Ford thì vẫn có công ty Shelby American hoạt động một cách độc lập. Bản thân thì bộ phận Shelby với Mustang đã phát triển riêng những cái bản Shelby Mustang. Thế còn những cái mẫu mà bản nâng cấp của Shelby American á, thì thường, ví dụ thường gắn thêm một cái tên gì đấy nó khác lạ để phân biệt. Ví dụ như là cùng phiên bản GT500 thì sẽ có thêm là Super Snake. Shelby American thì tạo ra phiên bản GT500 Super Snake là nâng cấp dựa trên dòng Mustang GT tiêu chuẩn. Hoặc là đưa ra những cái gói độ khác, ví dụ như là một gói cái độ Shelby 1000. Thế thì đây, Shelby Mustang GT500 là một phiên bản chính hãng, model 2013 và thuộc thế hệ Mustang thứ 5. Về cá nhân mình á, thì mình thích thiết kế của Mustang thế hệ thứ 5 này hơn. Lý do là cái thiết kế của Mustang ở thế hệ này nó vẫn còn giữ được một cái nét mạnh mẽ, một nét cơ bắp và một cái nét nó hoang dại hơn. Cái này là quan điểm cá nhân mình thôi, còn tùy các bạn. Sang cái thế hệ gần nhất là thế hệ thứ 6, các bạn sẽ thấy được này, nó bị hiện đại hóa đi một chút. Ví dụ như là cái phần thiết kế đèn này thì nó thanh mảnh hơn. Rồi là ba cái sọc đặc trưng mà sau này các bạn hay độ lại từ những cái xe khác đó. Và chính vì Ford Mustang thế hệ thứ 5 nó có một cái vẻ đẹp mạnh mẽ, vẻ đẹp. Bạn nhìn có vẻ nó, những cái đường nét nó rất là cứng cáp, nó đơn giản, nó không quá cần phải quá cầu kỳ. Thì một cái phiên bản đỉnh cao Shelby Mustang GT500 của thế hệ này thì mình cho rằng đây là một phiên bản thực sự rất là có giá trị. Và mẫu xe này đang duy nhất tại Việt Nam một chiếc thôi. Trước đây thì ai cũng biết được là anh hay gọi là anh Minh Sĩ Muội, anh ấy đưa về và sở hữu một thời gian dài. Về sau đấy thì đã chuyển giao cho chủ nhân mới. Cái này không phải là cái dấu ấn ở cái mâm, mà mình muốn nhấn mạnh đến cái dòng chữ SVT. Dòng chữ này xuất hiện ở rất là nhiều vị trí trên chiếc xe này. Ở chụp mâm bánh này. Rồi ở đây SVT 20 Anniversary, có nghĩa là một phiên bản kỷ niệm 20 năm của SVT. Ở đây vẫn là một cái dấu ấn cho SVT ở đây. Trời ơi, con rắn, con hổ mang chúa, cực kỳ dữ dằn. Shelby GT500 Ford SVT. Mình muốn nhấn với các bạn cái cụm từ SVT, bởi vì đó là bộ phận, là phân hiệu, là thực hiện những cái mẫu xe đặc biệt như thế này. Thế thì SVT là viết tắt cho một cái cụm từ là Special Vehicle Team, có nghĩa là một đội ngũ chuyên trách về phát triển những cái mẫu xe đặc biệt của Ford, những cái mẫu xe phiên bản giới hạn, những mẫu xe hiệu năng cao, những cái phiên bản đỉnh nhất. Cái bộ phận SVT này thì được thành lập từ năm 1993. Chính vì vậy mà năm 2013 thì nó có một cái phiên bản là kỷ niệm sinh nhật 20 năm. Nhưng thực ra thì trước đó, trước năm 1993 thì cái bộ phận này thì có tên gọi là SVO. Đó, 1993 thì đổi tên sang là SVT. Và trước đây ấy, tức là trong cái khoảng mà tồn tại của cái bộ phận này, đặt tên như này ấy, thì những cái mẫu xe mà hiệu năng cao ấy thì thường gắn liền với lại cái tên xe, gắn liền luôn cả cụm từ SVT, kể cả dòng Ford Focus, hay đặc biệt là cả cái dòng Ford F-150 SVT Raptor. Và đến năm 2017 ấy, thì cái dòng Raptor lớn này mới bỏ cái từ SVT ra. Và hiện nay ấy, thì các bạn biết rằng là Ford, ví dụ nếu mà trên cái mẫu xe mà Ranger Raptor ấy, các bạn thấy ở trên bệ cửa nó có cái dòng Ford Performance, thì đấy cũng chính là một cái phân hiệu chuyên về xe hiệu năng cao. Và ngày xưa nó chính là SVO hay là SVT đấy. Và bây giờ có lẽ là đổi tên thành Ford Performance. Ford Performance thì cũng có liên quan đến cả các cái hoạt động đua xe thể thao của Ford, nhiều hoạt động khác và cả cái việc phát triển những cái mẫu xe đặc biệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại một chút về cái ngoại hình của chiếc Shelby Mustang GT500 này. Ngoài những cái điểm nhấn là cái logo SVT vừa nãy mình chỉ cho các bạn ấy, thì một cái hấp dẫn là cái logo của hổ mang chúa. Rất là to, rất là nó gần như là nó mang linh hồn, có một cái biểu tượng thể hiện cho một cái sức mạnh, một cái tốc độ và rất nhanh.
Nó một loài vật và cũng cực kỳ là nguy hiểm và có thể gây chết người. Nghe rất kích thích đúng không các bạn? À, cái logo con hổ mang chúa đẹp kia nằm luôn cả bên đây nữa. Đó. Đây cũng là một cái điều mà lạ lạ so với tất cả những cái dòng xe khác. Thực tế là không phải bị móc mất trộm đâu. Nó là thiết kế nguyên bản nó là như thế. Không có cái lưới tản nhiệt. So với lại cái phiên bản Mustang của cái thế hệ 5 thì nó có, nhưng mà cái này nó không có luôn. Tháo hẳn ra luôn để là tạo thêm cái hiệu suất làm mát tốt hơn nữa cho hoạt động của khoang động cơ phía trước. Thế thì nhìn ra thì nó lại càng ngầu, và các bạn nhìn những cái đường cong này, một cái hình. Trời ơi. Tất nhiên là nó cũng phải lấy cảm hứng từ những cái đường cong của cái con hổ mang chúa này. Những cái đường cong mà khi mà đã trực vô môi, và hai cái phần trên và dưới này nó đối xứng nhau như này nữa thì tạo nên một cái sự cân bằng. Đèn pha thì cái lúc đó thì chưa phải là công nghệ đèn LED như bây giờ. Nhưng mà thực ra với một cái mẫu xe hiệu năng siêu cao như chiếc xe này thì mình không quan trọng về lắm về cái thiết kế của đèn rồi vài cái lặt vặt. Đó. Quan trọng là trong cái khoang động cơ kia, nó là cái gì, là cái trái tim sức mạnh, là cái hiệu năng vận hành. Rồi một cái điểm tiếp đến là các bạn sẽ thấy được ở đây nó có khe thông gió, gió đi từ phía trước đi lên và qua đây luôn, qua cái bộ giải nhiệt này lên đây để tăng cái hiệu suất làm mát cho cái động cơ. Tại vì động cơ là cũng là một cái động cơ dung tích lớn hơn, công suất cực kỳ lớn, và khi hoạt động ấy thì nó cần phải đảm bảo tối ưu về cái hiệu quả giải nhiệt. Ở dưới capo này là một động cơ V8, nhưng mà không phải 5.0 lít như cái mẫu xe Ford Mustang GT đâu. Dung tích là lên tới 5.8 lít và lại còn đi kèm với lại bộ tăng áp siêu nạp Supercharged 2.3 lít. Và mức công suất ở đây thì con số ở đây là 662 mã lực. Moment xoắn thì vào khoảng 850 Nm. Các bạn nhìn thấy ngay được cái động cơ này, nó có một cái bộ tăng áp Supercharged nằm ở đây. Đấy, cái lọc gió kìa. Và cái đường nạp cực lớn luôn. Đây, bạn nhìn vào đây nhá, nhìn vào cái động cơ này này. Động cơ V8 5.8 lít nhá. Và ở đây là hand build 3FVT Ford. Có nghĩa là do bộ phận về chuyên phát triển xe đặc biệt của Ford chế tạo. Thế còn nếu mà các bạn mở cái khoang capo này của một số mẫu xe Mustang mà do Shelby American, tức là hãng độ và nâng cấp ấy, thì ở trên cái nắp máy này các bạn sẽ nhìn thấy được cái chữ không phải là Power by SVT mà ở đây nó sẽ là Power by Shelby. Ok, đó rất là dễ. Bản thân thì phiên bản Shelby Mustang GT500 này cũng đã được, nó là một cái, nó không chỉ là những cái tinh chỉnh so với phiên bản GT thông thường, và thực sự chiếc xe này đã phải được trải qua một cái quá trình phát triển đặc biệt, nghiên cứu rồi đưa ra những cái cải tiến, những cái giải pháp về kỹ thuật từ một động cơ đặc biệt, đó, động cơ hoàn toàn khác, cho đến những cái giải pháp ví dụ như là sử dụng bộ siêu nạp như thế nào, rồi cả hộp số, các giải pháp làm mát, đánh lửa, vân vân và vân vân. Ví dụ như bản thân trên cái chiếc xe này ấy, thì cái trục lắp, trục truyền động ra bánh sau ấy, là hoàn toàn bằng sợi carbon. Đó cũng là một cái điểm nhấn. Thì cái lợi ích của cái trục mà sợi carbon như thế này thì có nghĩa là nó giảm trọng lượng. Điều đấy cũng có nghĩa là tối ưu, tức là hạn chế cái sự tổn thất về lực xoắn, về công suất ở trong cái quá trình hoạt động. Có nghĩa là làm sao mà toàn bộ cái sức mạnh của cái động cơ này được truyền dẫn tối ưu ra hai cái bánh sau dẫn động. Và công suất này thì phát triển cho bánh sau thông qua một hộp số sàn 6 cấp trên mẫu Shelby Mustang GT500 2020 mới nhất. Thì hiện tại thì chưa thấy Ford nói là cho phép trang bị số sàn, mà thay vào đó là một hộp số thể thao ly hợp kép 7 cấp. Và cái này có lẽ là một cái điểm mà nhiều fan Mustang có vẻ tỏ ra hơi đang hoài nghi một chút. Một số thì buồn, một số tại vì nhiều người trung thành với lại một cái mẫu xe sử dụng số sàn. Các bạn nhìn thấy tổng thể cái chiếc xe này ở đây nó là một cái màu xanh dương blue mà nó hơi đậm đậm một chút. Những cái đường sọc như này
Nếu mà mình không nhầm thì gần như là nó cũng vẫn còn nguyên bản so với cái lúc đầu được nhập về Việt Nam. Một chữ GT500. Và phía trước này là bộ mâm 19 inch, phía sau là 20 inch. À, một số cái thời điểm mà mình có cùng được ngồi với lại anh Minh Sĩ Bụi anh lái ấy, thì nó cũng chiếc xe này nó cảm nhận được là cái sức mạnh của nó kinh khủng. Nhưng mà cũng một phần là vì do cái lốp sau này chỉ sử dụng cái lốp là 285 thôi. Đấy, 285 trên 35 ZR20. 285 có nghĩa là cái bề rộng của lốp là 28,5 cm. Còn 35 này có nghĩa là 35% của cái hàng. Nó tính cho cái độ dày của thành lốp. Thế thì thông thường các bạn nhìn thấy một số siêu xe như Ferrari hay là Lambo hay là ngay như là cái chiếc McLaren 720S mới đây nhất ấy, mình dùng ấy, thì cái lốp sau là họ tăng lên tới là khoảng 305. Thì cái như thế là những cái mẫu xe mà cực mạnh như thế này mà dẫn động cầu sau ấy thì rất là dễ bị trượt bánh sau do cái công suất quá lớn và cái độ bám. Lúc đấy thì phụ thuộc vào cái độ bám của lốp và mặt đường. Rồi thì cái việc trượt một phần nữa cũng là do cái điều kiện đường xá ở Việt Nam rất là xấu nha các bạn. Sỏi đá, bụi bặm các thứ. Nên là thực sự lái chiếc xe này là rất là nguy hiểm chứ không phải dễ dàng. Nếu những người mà không có kinh nghiệm lái ấy, thì có thể làm cho chiếc xe này mất kiểm soát. Cũng chính vì cái đặc tính mà nó rất là dễ bị trượt như thế thì nếu mà ai rảnh VIP chiếc xe này thực sự rất là sướng. Và lúc đó thì các bạn rất là dễ thực hiện những cái kỹ năng lái xe gọi là rất là thuần túy. Và nó mang một tính chất là nó hoang dại, kiểu xe đua. Và đặc biệt cái xe của Mỹ ấy thì rất là thích công suất thực sự là lớn, phải dồi dào. Ok, bên trong này các bạn nhìn thấy đây cũng rất chi là nguyên bản của cái chiếc xe. Nhớ là hồi đấy anh Minh Sĩ Muội anh có mua thêm một số những cái trang trí cái ốp carbon ấy về cho cái mẫu xe này, mà thấy cũng hơi mất công vì phải order từ nước ngoài. Đấy, hình như nó là những cái này đấy. Thì nguyên bản thì cái xe nguyên bản thì những cái phần mà như này là không có đâu. Nó là như vậy, có nghĩa là nó không phải quá màu mè vào mặt chi tiết. Rồi, đấy các bạn nhìn thấy không? Ở bên trong này thì thậm chí cái nhựa này nó cũng đâu khác gì mấy cái xe bình dân hạng B, hạng C gì ở Việt Nam đâu. Bộ ghế thì có chút khác biệt. Trong đó hai cái ghế trước là Recaro chế tạo. Recaro thì một thương hiệu ghế chuyên ghế xe thể thao quá nổi tiếng. Và thậm chí làm cả ghế máy bay luôn nha các bạn. Đây thì nó vẫn còn nguyên bản. Sau nhiều năm sử dụng này thì cái lớp da này đã có những cái độ nhăn. Đây này, logo hổ mang chúa còn nguyên. Ở bệ trung tâm thì có xác nhận tên xe B. Ok, đây, chìa khóa SVT Special Vehicle Team. Rất đơn giản thôi. Mình xoay lại cái vô lăng. Nhưng mà các bạn nghe thử nha. Quên, xe này xe số sàn. Nên nếu muốn đề thì các bạn phải đạp cả chân côn. Phê không các bạn? Nghe tê tái rồi nổi da gà luôn. Ngồi ở đây nhìn thấy được cả cái hổ mang chúa này luôn. Đó, hộp số sàn 6 cấp nhá. Ngoài ra ở đây những cái này đơn giản không? Với chiếc xe này thì mình không quan tâm đến những cái này lắm. Màn hình trung tâm rồi giải trí, mấy cái thứ thì điều hòa nhiệt độ tự động không quan trọng, đúng không? Chiếc xe này đang ở kỳ gọi là cần thay nhớt động cơ. Và ở bên này ấy, cái đồng hồ vòng tua thì có logo của SVT luôn. Bên này thì là đồng hồ tốc độ này. Trong đó chính là dặm trên giờ, còn phụ là km trên giờ, số nhỏ ở trong á. 360 km kìa, kinh nhỉ. Vâng, và nếu mà theo công bố của Ford ấy, thì mẫu xe này có thể đạt được trên 200 dặm trên giờ, có nghĩa là hơn 320 km/h tốc độ tối đa đấy, theo
thông số của nhà sản xuất. Thế còn thông số chính xác về cái khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 thì hãng lại không đưa ra. Nhưng mà nhiều tổ chức rồi nhiều báo đã thử nghiệm và đã trải nghiệm thực tế là cái khả năng tăng tốc 0 đến 60 dặm giờ của mỗi xe này thì vào khoảng 3,5 giây. Thế thì như vậy có nghĩa là khoảng 0 đến 100 là đâu vào khoảng 3,7 giây. Cũng tốt rồi. Thế và chiếc Shelby Mustang GT500 2020 đời mới nhất, công suất 760 mã lực, hơn 100 hot so với lại mẫu xe này, thì cái khả năng tăng tốc thì cũng không hơn nhiều. Đây thì cái mẫu xe này nó không có nhiều những cái nút bấm điều khiển chế độ. Và ở đây các bạn nhìn thấy được là ba cái nút ở đây này. Nút LC là cái chức năng launch control, tối ưu tăng tốc, nhiều mẫu xe có. Bên cạnh đây các bạn nhìn thấy một cái biểu tượng nó giống như là cái phuộc ấy. Vâng, chính xác, đó là cái điều khiển đặc tính của phuộc cho cái hệ thống này. Trong đây thì mình thấy là có hai chế độ N và S. N có vẻ như là normal và S là sport, nhưng mà bình thường nó mềm mại hơn và sport thì cứng hơn. Bên cạnh đây nữa là một nút biểu tượng của cái vô lăng tay lái này này. Và ấn vào đây ấy, thì các bạn sẽ thấy được cái sự thay đổi comfort, sport. Vâng. Và với một vô lăng mà trợ lực điện thì cái việc mà thay đổi cái phản ứng lái này thì nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà những cái nút này mình, cái hiển thị ở trên cái đồng hồ này mình thấy là nó hơi không được trau chuốt, không có được đẹp mắt. Nói chung là hơi thô, nói thẳng là hơi thô một tí. Và cái thông tin này hiển thị này nó hơi nhỏ một tí. Nhưng có lẽ là cái quan niệm thì có thể là cái đấy không quan trọng, mà quan trọng nó là một cái nội lực. Ok, mỗi người có một cái quan niệm. Mình thì thích những cái nút này nó đẹp hơn, rồi cái hiển thị ở trên này nó rõ ràng hơn. Và cũng không quên nhắc với các bạn, đây là một cái chiếc xe 4 chỗ. Thực ra là xe thể thao 2+2. Thì vẫn còn có hai cái chỗ ở phía sau như thế này. Nhưng mà cái này 2+2 mà, nên là hai cái ghế ngồi sau nó chỉ là phụ thôi. Nó không phải rộng rãi thoải mái như các cái dòng xe sedan 4 cửa. Ngồi được, nói chung là ngồi được nhưng mà người nhỏ thôi. Thì thực ra là tại vì cái chiếc xe này đang về tay một vị chủ nhân mới thì mình cũng không tiện để lái thử trải nghiệm với chiếc xe này, chia sẻ thêm với các bạn. Tuy nhiên các bạn cũng dễ dàng lên Google các bạn search, hoặc là rất là nhiều kênh các top Gia hay là Mototrend hay là Autocar gì đấy, họ cũng đã đều có đánh những cái đánh giá rất là uy tín về cái trải nghiệm mẫu xe này. Chứ còn mình thì lái đường phố này thì cưỡi ngựa xem hoa thì cũng chả cần thiết là phải trải nghiệm, đúng không? Nhưng thực sự đây là một mẫu xe rất là giá trị đối với dòng Mustang hiện đại nhá. Có nghĩa là thế hệ thứ 5 và thế hệ thứ 6 hiện tại ở Việt Nam. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn. Tới đây thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ và để xe đời sống đem đến những cái trải nghiệm, những giây phút cùng với những mẫu xe hấp dẫn, độc lạ hơn tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.